Tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Cần Giờ Vũng Tàu do công ty Green Lines DP đầu tư khai thác, lộ trình xuất phát tại bến Bạch Đằng quận 1 đến bến Thành An Cần Giờ, sau đó tàu tiếp tục đến Hồ Mây thành phố Vũng Tàu. Mỗi ngày có 4 chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ và từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ có 8 chuyến một ngày. Những ngày cuối tuần và cao điểm, hãng tàu sẽ tăng thêm chuyến để phục vụ hành khách. Giá vé là 200.000 đồng một người đối với khách vãng lai du lịch. Hành khách là người dân Cần Giờ, cán bộ công chức thường xuyên đi lại giữa Cần Giờ và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giảm 50% giá vé. Đặc biệt, người khuyết tật được miễn phí. Tuyến tàu cao tốc gồm 3 loại tàu: 50 chỗ, 96 chỗ và 136 chỗ, được trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh công nghiệp, TV cỡ lớn, camera, wifi, hệ thống báo cháy, áo phao, quầy bar.